Xin chào các bạn, đây là một chương trình của một bạn trên mạng gửi email cho mình và bạn ấy nhờ mình hướng dẫn các bạn cách đọc cái chương trình này. Thì đầu tiên bạn phải mở một cái khối OB. Đây mình sẽ mở cái khối OB chính trước và mình sẽ tìm hiểu coi trong cái chương trình này nó sẽ sử dụng những cái khối hàm nào. Thì bạn mở qua cái tab khâu, thì trong đây nó sẽ thể hiện cho các bạn chương trình ở từng cái FC1, từng cái OB1 đang dùng những cái hàm nào, khối nào. Bạn nhớ cái này để mình là đọc tổng quát trước nha, để mình biết được. Còn những cái mà gạch chéo này nè, thì chương trình không có sử dụng, bạn có thể xóa đi hoặc là để đó, mình không quan tâm những khối này. Có thể cái chương trình này người ta viết, còn phần mở rộng mà họ chưa gọi ra, hoặc danh truyền của bạn đang có sử dụng nhưng mà dưới cái option hiện tại không có nên người ta bỏ ra. Tiếp theo bạn mở ra để coi những cái sử dụng những cái ngõ ra vào nào. Đây là cũng một cái bước quan trọng để các bạn có thể viết thêm chương trình mà mình muốn vào, mà những cái địa chỉ mà mình sẽ sử dụng những cái địa chỉ mà không có dấu ít và người ta chưa sử dụng trong chương trình thì mình có thể gọi ra và sử dụng. Đây là hai bước đầu tiên. Bước tiếp theo nữa thì mình sẽ mô phỏng thử. Thì đầu tiên mình sẽ mở một đoạn chương trình nào đó ra. Xong sau đó mình mở phần BLC Sim để mình download chương trình xuống. Cái này hiện tại đang bị chương trình này bị lock rồi, bị khóa rồi, thì mình sẽ không có mở được BLC Sim mô phỏng. Thì như vậy ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa path để mình down mô phỏng, nhưng bạn nhớ là mình chỉ down mô phỏng thôi chứ mình không có down xuống BLC thật được. Nếu muốn down BLC thật thì các bạn phải có mật khẩu mới cho đao xuống, hoặc là các bạn phải xóa đi cái hệ nhớ đang chứa chương trình cũ thì bạn mới đao xuống được. Đó là bắt buộc. Thì các bạn có, thì khi các bạn mà gửi chương trình cho mình nhờ mình đọc và hướng dẫn các bạn xem thì các bạn nhớ cho mình mật khẩu luôn nha, cho nó tiện. Thì có gì mình sẽ liên lạc bạn đó và mình hỏi mật khẩu để mình cho tiện, dễ hướng dẫn hơn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.